con gái của mẹ. Mà cả nhà mình cổ vũ cho hai má con nha. Mời Đào. Hôm nay nó không được thuận lợi rồi, cố nhắn với chủ tịch ơi. Bao con thân cái đục trong mai kia mốt nó còn đi lấy chồng, dạ anh trai, tại vì cái máy của em không thấy bình luận á, em mới thấy anh trai lên chồng á, thông cảm cho em. Chúc cha.
lên cả tuyệt vời má yêu. Mình ơi.